đặc biệt sự ăn tới. Giới thiệu với cả nhà mình ha. 69 đây đó. Dạ. 69 mới nhập. Cả nhà mình là dùng là dinh dưỡng dịch tới tên gọi của sản phẩm là Boss Aizon đến từ trên đường sinh thái Điện Sơn. Cái cách sử dụng là mình sẽ dùng nước lọc trong nước nấu chín liền quỳ và mỗi một cái khẩu phần cho người lớn trưởng thành mỗi ngày đó là 150 ml cho nước vào trước, sau đó mình sẽ lấy 2 muỗng bột sữa. Sữa này uống được không? Đâu hố anh? Còn vậy là nắp lại và cùng sụp lắc cho mình. Ra cho sữa này uống được không? Chúng ta đã uống ngày uống sau thì sụp lắc. Và thời điểm uống tốt nhất là sáng sớm một đói. Thì với một cái cậu của bạn sữa, 3 lắc là 150 ml này sẽ cung cấp cho mình những gì? Thứ nhất là sẽ có 316 mg kháng thể IgG tăng miễn dịch và cung cấp trực tiếp. Cái thứ hai là sẽ cung cấp cho mình 1.000 mg canxi hữu cơ. Và cái thứ ba cũng rất là hay đó là bổ sung cho mình 8 tỷ lợi khuẩn probiotic cùng 2 cơ độ vitamin khoáng chất, và đặc biệt đó là có những cái khoáng chất rất là quan trọng đi kèm để hấp thu canxi từ trong ruột vào máu, ví dụ như là dây ba còn có vitamin K2 sẽ hấp thu canxi từ trong máu và trong xương, rồi có kẽm, có magie, có selen, và đặc biệt là trong sản phẩm sẽ có chất xơ hòa tan, trong một lần sẽ có 2.000 mg chất xơ hòa tan, và với cái chất xơ hòa tan này đi kèm với lợi khuẩn sẽ là cái môi trường dinh dưỡng thức ăn cho lợi khuẩn, và đặc biệt là chất xơ hòa tan khi mà ở đường ruột của mình mỗi ngày đó nó sẽ giúp mình từ cái thành phần gọi là chất béo từ cái tham ô ăn của mình đưa vào, và đặc biệt là với sữa rau ai cholesterol này sẽ được tăng làm những chất béo, và đặc biệt đó là chỉ số là tăng đường an toàn đối với người tiểu đường, đó là cân đối tăng đường CI bằng 30, trong khi đối với những người đàn ông đó thì cộng với 55, nhưng mà sản phẩm cholesterol với chỉ số uống CI là bằng 30, đó là rất là ok, rất là an toàn đối với người tiểu đường. Rồi sau đây ngoài cả nhà mình là cùng thưởng thức cholesterol nha, các quý vị